sâu rồng nè, này là sâu rồng khoảng gần 3 tháng tuổi nha anh em. Sâu này là sức bán được rồi ha, sức bán hoặc là cho chim gà cá cảnh ăn được rồi, nó lớn rồi ha. Đây còn nhỏ quá thì mình ăn nó phí, còn cỡ này mình cho ăn vừa rồi. Còn anh em nào muốn cho lớn hơn để mình làm giống thì mình nuôi khoảng 2 tháng nữa nha, hơn 2 tháng nữa là mình giống, làm giống ok luôn nha. Sâu super worm, sâu rồng, sâu đại, siêu sâu. Cái con đen nè, con bọ đen là con bọ bố mẹ nè. Con nè, cái con này nó giao phối với nhau nè, nó đẻ ra trứng nè. Trứng nó nở ra sâu. Cái dòng đời của nó là vậy thôi. Từ con sâu này mình nuôi đến khoảng 5-6 tháng mình ép ra con nhộng, rồi bắt đầu trở thành con bọ đen như thế này. Rồi con bọ đen này nó giao phối với nhau, nó đẻ ra trứng, trứng nó nở ra con sâu này. Rồi con sâu mình nuôi khoảng 5-6 tháng mình ép ra cái con nhộng con bọ, và con bọ đẻ ra trứng nở ra sâu. Nó dòng đời của nó vậy thôi. Lay xay, con này rất dễ nuôi nha anh em. Anh em nào có thời gian rảnh ha, mình nuôi ha. Thứ nhất là mình cho chim gà cá cảnh mình ăn nè, nếu mà ở nhà có nuôi chim gà cá cảnh, còn không nữa anh em nuôi bán ra ngoài thị trường ha, bán ra các tiệm chim cá cảnh người ta mua hết nha, hoặc là anh em đăng trên mạng bán. Mình không có đủ bán đâu, nói chung là không có đủ hàng bán đâu nha anh em. Anh em nuôi đi, nuôi rồi bán ra kiếm thêm thu nhập ha. Con này mình thấy rất là dễ nuôi luôn, con này nuôi là dễ hơn nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo ha. Gà, vịt, heo, bò này kia là nuôi còn tốn diện tích ha, đất đai ha, cực khổ ha, cho ăn cho uống đồ nhiều ha. Còn con sâu này thì diện tích nhà anh em mà hẹp hẹp, mặt phố rồi ha, lợi dụng cái phòng nào nhỏ nhỏ đó, rồi anh em làm cái kệ nuôi dài mét vuông thôi cũng được, chục mét vuông trở lại nuôi vô tư. Mình nuôi là mình làm cái kệ mình gác lên, nó không có tốn diện tích đất đâu, rất dễ nuôi mà thu nhập cũng khá ha. Rồi chia sẻ với anh em, hôm nay mình đem ra mình cho chim gà cá cảnh ăn, mình lấy một mớ cho chim gà cá cảnh ăn, cho bù cắt, cho cú mèo, cho gà, cho bìm bịp, cho đa đa, các cái loại chim gà cá cảnh ha. Thì thôi quay lại chia sẻ với anh em, mình cũng chia sẻ rất nhiều rồi, hôm nay thì quay chia sẻ với anh em xem chỉ vui thôi. Anh em nào biết nuôi rồi thôi ha, còn anh em nào chưa biết thì xem tham khảo các video clip của mình chia sẻ trước đây ha, về cách nuôi, cách ép nhộng, ép bọ, rồi cách nuôi như thế nào cho ăn ra làm sao ha, rồi phòng ngừa dịch bệnh như thế nào, rồi cách ép thủ công, cách ép công nghiệp như thế nào ha, để anh em xem tham khảo áp dụng được áp dụng ha. Sâu rồng, sâu super worm, sâu đại, siêu sâu. Rồi bây giờ mình cho nó ăn nha, bỏ trên lớp trứng gà này, dĩa trứng gà này cho nó ăn. Còn bí đỏ hay bỏ dưới cũng được, bỏ lá dưới cũng được, vì bí đỏ này nó không có chảy nước. Thế còn cho ăn đu đủ, dưa hấu rồi ha, xoài chín rồi ha, rồi nó ăn không hết, nó chảy tèn lèn chứ là nó hư cám của mình, làm hư cái khe sâu của mình nha, thâu sâu của mình nha. Ở này mình cho nó ăn bí đỏ thì để láng dưới đi, nó ăn không hết đi chăng nữa thì nó cũng không có chảy nước, nó khô lại. Đây, ăn. Đây mình chơi cái thao chả bá lửa luôn, thao bự lắm, thao này. Cái bàn tay gì là anh em biết cái thao nó bự cỡ nào, nó bằng cái mặt bàn luôn, cái mặt bàn đá này, nó gần bằng cái mặt bàn đá, thao này to lắm. Là anh em có thể nuôi sâu trong cái khay nhựa, thao nhựa cũng được, thao giặt đồ cũng được. Cái này thì mình có cái thao bự thì mình nuôi thao bự, thao bự thì mình nuôi được nhiều hơn, rộng rãi hơn ha. Rồi vậy thôi, sâu rất dễ nuôi, chả có gì khó.
sâu rất mạnh khỏe nha anh em, ăn nó lớn lột xác, còn mấy con trắng trắng lột xác liên tục này, rất mạnh khỏe.